CD, MD, tất cả đều hoạt động ok. Phía sau dàn hỗ trợ ngõ AUX, kết nối điện thoại, TV, máy tính. Mình có thể chọn bất kỳ ngõ nào, mình ghi vào ngõ in là được nha. Có optical in và out, mình dùng giải mã 24 bit trực tiếp trên amply, không cần đĩa mồi. FM của dàn là 108 Bắc Full Đài Việt Nam. Amply có hỗ trợ ngõ sub out, mình kết nối với sub điện rơi, tăng thêm dãy âm trầm. Và phía trước có ngõ USB nhãn dàn làm sao cặp rời. Đây là chức năng cực kỳ tiện lợi để các anh nghe nhạc lót nét từ trên máy tính. Công suất amply là 48W. Công suất loa là 100W trên cặp loa, tức là 50W một thùng. Lưu ý giúp em, đây là hàng nội địa Nhật chạy điện 100V. Vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu các anh có nhu cầu mua đổi nguồn kèm chung dàn thì liên hệ em sẽ ship chung cho mình. Đây là tổng thể mặt sau của dàn. Mình vừa nghe nhạc không lời qua chức năng giải mã optical. Chút xíu đây em sẽ test luôn những chức năng còn lại cho mình tham khảo. Mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn. Hoặc giờ Zalo em sẽ gửi hình ảnh chi tiết qua Zalo cho mình tham khảo. Địa chỉ bên em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Ship code thì cộng giúp em 500.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Nếu mình chuyển đủ 100% thì em sẽ tặng mình dắt kết nối điện thoại hoặc đĩa MD hoặc dây optical 1m tùy các anh lựa chọn quà tặng. Bây giờ mình sẽ test nhạc trên chức năng CD cho mình tham khảo nha. Đây em sẽ lấy đĩa ra cho các anh xem. Đây là ngõ USB sau cạc. Trên này mình có thể chỉnh được bass, treble. Tùy loại nhạc mà mình có thể chỉnh cái tông bass chép này phù hợp nha. Và có luôn super bass siêu trầm. Đây, đây là S bass, super bass siêu trầm. Bây giờ mình cùng nghe nhạc test qua chức năng CD. Đi cho mình tham khảo nha. MD là đĩa của Nhật, mình có thể xóa và chép nhạc. Bên em có bán MD, có bán luôn CD, nhận chép nhạc cho mình theo ý thích. Chỉ cần đưa danh sách bài hát hoặc tên ca sĩ vào Zalo, em sẽ chép theo đúng yêu cầu của các anh nha. Vậy là các chức năng trên dàn em đã test cho mình hoạt động ok. Bây giờ em xin kết thúc luôn clip. Mua hàng cứ liên hệ số điện thoại và địa chỉ trên bài đăng giúp em.